A về danh Hỏi bài miễn phí trả lời thức thì vào thư viện năm tải ngay A về Cô rất vui được gặp lại tất cả các em trong buổi học ngày hôm nay Để tiếp tục với chuỗi kiến thức của bài số 8 Chuyện lịch sử và tiểu thuyết Buổi trước thì chúng ta đã cùng nhau đi tìm hiểu về văn bản Hoàng Lê Nhất Thống Chí hồi thứ 14. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu văn bản số 2 của chủ đề số 8, chương trình ngữ văn lớp 8, bộ sách cánh diều tập 2. Và trước khi tiết lộ văn bản mà hôm nay chúng ta học, cô có một phần khởi động nho nhỏ dành cho các em như sau. Các em hãy quan sát những hình ảnh trên màn hình về đất nước Tây Ban Nha và các em hiểu gì về đất nước và con người nơi đây? Cô cảm ơn câu trả lời của tất cả các em học sinh. Các em học sinh thân mến, Tây Ban Nha là một đất nước ở phía Tây châu Âu, là một đất nước vô cùng nổi tiếng với những trận đấu bò tót. Trong thời kỳ Phục hưng, tức là từ thế kỷ thứ 14 đến thế kỷ thứ 16, đất nước này đã sản sinh ra một nhà văn vĩ đại, đó chính là nhà văn Cervantes với một tác phẩm bất hủ, đó chính là bộ tiểu thuyết Don Quixote. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ học một trích đoạn của bộ tiểu thuyết này mang tên Đánh nhau với cối xay gió. Không để các em phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang phần số 2 của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần đọc và tìm hiểu chung. Trước tiên chúng ta đến với nội dung số 1, đó chính là phần đọc văn bản. Đối với văn bản, đánh nhau với cuối xây gió, các em cần lưu ý đọc với giọng đọc to, rõ ràng, chú ý giọng của từng nhân vật, những câu đối thoại và những câu nói với cuối xây gió. Và sau đây cô sẽ đọc mẫu cho các em một phần của văn bản này nhé. Chợt thay thầy trò phát hiện có ba, bốn chục chiếc cối xay gió giữa đồng và don quixote vừa nhìn thấy liền nói với giám mã vận may rui rủi khiến cho sự nghiệp của chúng ta tốt đẹp quá sự mong muốn vì kia kìa anh bạn sancho panza ơi có đến ba bốn chục tên khổng lồ ghê gớm ta quyết giao chiến giết hết bọn chúng và những chiến lợi phẩm thu được chúng ta sẽ bắt đầu giàu có bởi đây là một cuộc chiến đấu chính đáng và quét sạch cái giống xấu xa này khỏi mặt đất là phụng sự chúa đấy những tên khổng lồ nào cơ Sancho Panza hỏi. Những đứa mà anh nhìn thấy kia kia, Don Quixote đáp. Cánh tay chúng dài ngoãng, có đứa cánh tay dài tới hai dặm. Thưa ngài, Sancho nói. Xuất hiện ở kia chẳng phải là các tên khổng lồ đâu mà chỉ là những chiếc cối say gió và cái vật trông giống cánh tay là những cánh quạt. Khi có gió thổi, chúng sẽ xoay tròn làm chuyển động cối đá bên trong. Xem ra anh chẳng thành thạo gì về những chuyện phiêu lưu, Don Quixote đáp đấy chính là những tên khổng lồ và nếu anh sợ thì hãy lánh ra xa mà cầu kinh trong lúc ta đương đầu với chúng trong cuộc giao tranh điên cuồng và không cân sức nói rồi don quixote thúc con ngựa rosinante xông lên chẳng thèm để ý đến giám mã sancho đang hét bảo là rõ ràng lão đang xông vào đánh nhau với những cối say gió chứ không phải là bọn khổng lồ nhưng trong bụng vốn đinh ninh phía trước là những tên khổng lồ nên don quixote chẳng những không nghe lời can của giám mã sancho mà khi đã tới gần cũng không nhận ra đấy là những chiếc cối say đã thế lão còn hét lớn chớ có chạy trốn lũ hèn mạt nhát gan kia bởi duy nhất chỉ có một hiệp sĩ tấn công bọn mi đây Vừa lúc đó, nổi lên một làn gió nhẹ và các cánh quạt lớn của những chiếc cối xay gió bắt đầu chuyển động. Thấy thế, Don Quixote liền nói, dù cho bọn người có vung nhiều cánh tay hơn cả lão khổng lồ briaero các người cũng sắp phải đền tội. Như vậy thì cô vừa đọc mẫu cho các em một phần của văn bản đánh nhau với cối xay gió. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang nội dung của phần số 2, tìm hiểu chung, để cùng nhau đi tìm hiểu một vài nét cơ bản về tác giả xếp Văn Tết và về văn bản này. Trước tiên chúng ta đi tìm hiểu về tác giả. Tác giả Cervantes sinh năm 1547 và mất vào năm 1616, là một nhà văn người Tây Ban Nha. Ông vốn là một binh sĩ, bị thương năm 1957 trong một cuộc thủy chiến và bị bắt giam ở Ange từ năm 1575 đến năm 1580. Khi trở về Tây Ban Nha, ông sống một cuộc đời cực nhọc và âm thầm mãi cho đến khi công bố tiểu thuyết Don Quixote. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể tới hành trình đến Panasus, chuyện làm gương, Don Quixote. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang tìm hiểu một số nét cơ bản về văn bản đánh nhau với cối xay gió. Về thể loại thì văn bản mà chúng ta được học thuộc thể loại tiểu thuyết. Về xuất xứ thì nó được trích từ cuốn tiểu thuyết Don Quixote của nhà văn Cervantes. Về phương thức biểu đạt thì phương thức biểu đạt chính đó là tự sự. Ngoài ra còn có sự kết hợp với yếu tố miêu tả và biểu cảm. Về ngôi kể ở đây thì tác giả sử dụng ngôi kể thứ ba với trình tự kể theo trình tự diễn biến của các sự việc. Về bố cục thì chúng ta có thể phân chia như sau. Phần thứ nhất, từ đầu cho tới cân sức, nội dung của phần 1 là những nhận định về những chiếc cối say gió. Phần số 2 tiếp theo cho tới văng ra xa, nội dung của phần 2 đó là diễn biến của cuộc đánh nhau với cối say gió. Và phần số 3 là phần còn lại của văn bản, phần này đưa ra những quan niệm của hai người sau khi đánh nhau với cối say gió. Tiếp theo, để có thể hiểu rõ hơn về văn bản này, chúng ta sẽ cùng nhau đi tóm tắt cuốn tiểu thuyết Don Quixote. Don Quixote là một lão quý tộc nghèo, vì quá say mê chuyện hiệp sĩ nên muốn trở thành hiệp sĩ giang hồ, cùng đi với lão là giám mã Sancho Panza. Một lần, hai thầy trò đi đến một cánh đồng, gột Don Quixote nhìn thấy ba bốn chục chiếc cối xay gió, lại tưởng là ba bốn chục tên khổng lồ. Lão thúc ngựa Rosinante, sông lên, chẳng thèm để ý đến giám mã Sancho Panza, đang hét bảo lão đừng sông vào đánh nhau với cối xe gió. Gió thổi mạnh, làm cánh quạt quay, kéo theo ngựa và người lão văng ra xa. Sancho Panza thúc lừa đến đỡ Don Quixote, tuy vậy, dù đau đến cỡ nào, nhưng lão cũng không nên gì, không ăn uống gì, và đêm đến thì tức trắng vì nghĩ đến tình nương. Còn Sancho Panza hơi đau một tí là rên rỉ, ăn ngon lành, vừa đi, vừa chè chén, đêm đến, bác lăn ra ngủ một mạch đến sáng. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang nội dung số 3 của bài học ngày hôm nay, đó chính là phần đọc hiểu văn bản. Với phần này chúng ta sẽ tìm hiểu dựa trên các tuyến nhân vật chính, đó chính là nhân vật hiệp sĩ Don Quixote và nhân vật thứ hai đó là giám mã Sancho Panza. Chúng ta sẽ tiến hành đặt song hành hai nhân vật này để thấy được cái sự đối lập, cái sự khác biệt giữa hai nhân vật và cô sẽ lập một bảng so sánh xuyên suốt cái phần đọc hiểu văn bản. Cái sự khác nhau đầu tiên đó chính là về nguồn gốc, xuất thân và hình dáng bên ngoài của hai nhân vật. Don Quixote thì thuộc dòng dõi quý tộc nông thôn ở xứ Mancha. Còn Sancho Panza thì nhân vật này lại xuất thân là một người nông dân nghèo. Về ngoại hình, chúng ta cũng thấy rõ được cái sự đối lập. Với Don Quixote thì ngoại hình của hắn gầy còm, cao linh khinh lại cưỡi trên lưng của một con ngựa cũng cao, làm cho hắn đã cao lại càng cao thêm. Còn với nhân vật Sancho Panza thì ngoại hình của hắn là một tên béo lùn, ngồi trên lưng một con lừa và chính hình ảnh này lại khiến cho chúng ta liên tưởng thấy rằng tên giám mã Sancho Panza đã lùn lại càng thêm lùn tịt hơn. Tiếp theo cái tiêu chí so sánh thứ ba đó chính là chúng ta sẽ đi nói về những cái nhận định của hai người về những chiếc cối xay gió. Đầu tiên là đối với Don Quixote, chúng ta có thể thấy rằng khi mà nhìn thấy bốn ba bốn chiếc cối xay gió thì hắn tưởng đó là những tên khổng lồ ghê gớm và quyết giao chiến giết hết bọn chúng, thu chiến lợi phẩm để trở nên giàu có. Don Quixote đã thực sự cho rằng đây sẽ là một cuộc chiến đấu chính đáng và quét sạch cái giống xấu xa khỏi mặt đất chính là đang phụng sự Chúa. Và đối với nhân vật Sancho Panza thì hắn ngay từ đầu đã khẳng định luôn đây là những chiếc cối dây gió và cái vật trông giống cánh tay là những cánh quạt khi có gió thì sẽ quay tròn làm chuyển động những cối đá. Và thông qua những cái nhận định của hai nhân vật này về những chiếc cối dây gió mà họ nhìn thấy thì chúng ta thấy rằng là nhân vật Don Quixote rõ ràng là một tên mê muội, hoang tưởng. Ngược lại, Sancho Panza thì lại vô cùng tỉnh táo và thực tế. Tiếp theo chúng ta nói về cái tiêu chí so sánh thứ tư, đó chính là những cái suy nghĩ, hành động và kết quả của hành động với những chiếc cối dây gió. Đối với nhân vật Don Quixote thì hắn đã không ngần ngại mà thúc ngựa sông lên, cũng chẳng thèm để ý đến tên giám mã Sancho đang hết bảo rõ ràng là lão đang sông vào đánh những chiếc cối dây gió chứ không phải là một bọn khổng lồ và đồng thời thì Don Quixote cũng vô cùng nhiệt thành tâm niệm cầu mong nàng Dulcinea của mình cứu giúp trong lúc gặp nguy nan trong cuộc giao đấu tưởng tượng này thì Don Quixote còn có hành động lấy khiên che kín thân tay lăm lăm ngọn giáo lão thúc con Rocinante phi thẳng tới chiếc cối xay gió gần nhất ở ngay trước mặt và đâm mũi giáo vào cánh quạt. Ngay sau đó thì ngọn gió đã khiến cho cánh quạt quay tít và ngọn giáo đã ngãy tan tành, kéo theo cả ngựa và người ngã văng ra xa. Trong lúc đó thì nhân vật Sancho Panza đã có những hành động hoàn toàn trái ngược với Don Quixote, đó là hắn đã hét lên cảnh báo, khuyên bảo, căn ngăn chủ và cuối cùng chứng kiến cái sự thất bại của Don Quixote thì hắn vội thúc lừa chạy tới hết lời khuyên bảo và can ngăn. Như vậy thì thông qua cái cuộc giao tranh diễn biến của cuộc giao tranh giữa Don Quixote với uh, chiếc cối xay gió thì chúng ta có thể thấy rằng uh, một mặt thì Don Quixote là một kẻ khá là dũng cảm, không sợ gian khó thử thách nhưng hắn cũng chính là một người vô cùng ngớ ngẩn, kỳ quặc và thậm chí là điên rồ. Và chúng ta cũng đưa ra nhận xét đối với nhân vật Sancho Panza đó là hắn là một kẻ sợ hãi và khá là hèn nhát tiếp theo chúng ta nói về nguyên nhân dẫn đến hậu quả của những thất bại đối với nhân vật don quixote thì hắn cho rằng chuyện chinh chiến biến hóa khôn lường và đồng thời cũng cho rằng chính lão pháp sư ferrer stone trước đây đã đánh cắp thư phòng và sách vở của ta bây giờ lại biến những tên khổng lồ kia thành cối xây gió để tước đi niềm vinh quang đánh bại chúng như vậy thông qua những suy nghĩ và lời nói đó của nhân vật don quixote rõ ràng là hắn không hề rút kinh nghiệm mà vẫn vô cùng mê muội và hoang tưởng còn đối với nhân vật Sancho Panza thì hắn lại cho rằng đầu óc của chủ cũng cuồng quay giống như những chiếc cối say gió kia. Và đến đây thì chúng ta vẫn nhận ra rằng nhân vật giám mã Sancho Panza vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Và cái tiêu chí so sánh cuối cùng đó là những cái quan niệm về cuộc sống của cả hai nhân vật. Với nhân vật Don Quixote, khi mà hắn đánh nhau với chiếc cối xay gió, bị thương thế nào, bị đau, đến thế nào cũng không hề rên gì, dù sổ cả ruột ra ngoài. Đồng thời hắn cũng không hề quan tâm đến chuyện ăn uống, suốt đêm không ngủ mà chỉ nghĩ đến tình nương Dulcinea của mình. Và từ đây chúng ta đưa ra nhận xét về nhân vật này. Don Quixote là một kẻ hão huyền và bụng mẫm. Còn đối với nhân vật Sancho Panza thì hắn chỉ cần hơi đau một chút là đã rên rỉ ngay, vừa đi vừa ung dung đánh chén no căng cả bụng và đồng thời hắn cũng ngủ một mạch đến sáng, ngủ dậy là vớ ngay lấy bầu rượu. Từ đây chúng ta đưa ra nhận xét đối với nhân vật này. Sancho Bansa là một kẻ vô cùng thực dụng và tầm thường tuy nhiên thì hắn cũng luôn luôn tỉnh táo khi nhìn nhận các sự vật và sự việc như vậy thì thông qua cái việc so sánh giữa hai nhân vật Don Quixote và Sancho Bansa ở bảng trên thì các em hãy phân tích và đánh giá khái quát về những cái nét hay về nét dở tức là mặt tốt và mặt đáng chê trách của cả hai nhân vật này cô cảm ơn câu trả lời của tất cả các em học sinh Đối với nhân vật Don Quixote, chúng ta thấy rằng hắn đã quá mụ mị, mê muội, hoang tưởng, hão huyền do bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái cuốn truyện hiệp sĩ giang hồ nên không những không thực hiện được cái khát vọng của mình mà lại tự biến mình trở thành một cái kẻ vô cùng nực cười. Đây chính là cái điểm đáng trách và cũng vô cùng đáng thương của nhân vật này. Còn với nhân vật Sancho Panza thì hắn có những cái khát vọng rất là tầm thường, hắn chỉ cần ăn no, ngủ kỹ, chỉ nghĩ đến quyền lợi và sự hưởng thụ của cá nhân mình, ngoài ra thì hắn cũng là một kẻ hèn nhát. Tuy nhiên thì chúng ta thấy trái ngược với Don Quixote thì nhân vật Sancho Panza lại vô cùng tỉnh táo và có thể đánh giá được những cái sự vật sự việc xung quanh mình rất là chính xác. Từ cái việc mà xây dựng nhân vật đối lập nhau về từ cái hình dáng bên ngoài về tính cách và cả những cái ưu điểm nhược điểm của hai nhân vật này chúng ta thấy rằng Hai tính cách của hai nhân vật cũng chính là tính cách chung của một hạng người trong xã hội đương thời mà tác giả đang muốn phê phán. Rõ ràng là đấu tranh với sai lầm của bản thân cũng là một cuộc chiến vô cùng là gay go và gian khổ. Hình tượng nhân vật Don Quixote sống trên 300 năm nay đã được bao thế hệ yêu mến và chúng ta đối chiếu giữa nhân vật Don Quixote với Sancho Panza về mọi mặt, ta sẽ thấy được cái mục đích của nhà văn là cố tình xây dựng một cặp nhân vật tương phản hoàn toàn. Don Quixote thì gầy gò, cao lên khênh, lại cưỡi trên lưng một con ngựa còm nên trông cứ như càng cao thêm. Sancho Panza béo lùn, lại ngồi trên lưng lửa, lại càng lùn tịt. Don Quixote có khát vọng cao cả, thì Sancho Panza chỉ có ước muốn tầm thường. Don Quixote khao khát giúp ích cho đời, thì Sancho Panza chỉ nghĩ đến quyền lợi cá nhân. Don Quixote sống với ảo ảnh và lý tưởng, thì Sancho Panza sống với rượu thịt và thực tế. Đồng thời, thì Don Quixote vô cùng dũng cảm, thì sancho panza lại là một kẻ hèn nhát chúng ta thấy rằng đặt cạnh hai nhân vật này với nhau người ta sẽ có thể làm rõ được làm nổi bật được cái tính cách trái ngược của hai nhân vật này và cũng từ hai cái nhân vật chính trong câu chuyện chúng ta cũng cần rút ra được một cái bài học cho chính mình đó là chúng ta cần phải sống có khát vọng có lý tưởng cao đẹp nhưng phải tỉnh táo thực tế biết quan tâm và chia sẻ với người khác Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang nội dung số 3 của bài học ngày hôm nay để cùng nhau đi tổng kết những nét đặc sắc về mặt nội dung và nghệ thuật của văn bản Đánh nhau với cối xay gió. Trước tiên là về mặt nghệ thuật. Đầu tiên mà chúng ta cần phải nói tới đó chính là nghệ thuật kể chuyện có giọng điệu hài hước, phê phán và đồng thời đó chính là nghệ thuật xây dựng nhân vật tương phản và đối lập. Qua đó chúng ta đưa ra và đánh giá những nét đặc sắc về mặt nội dung qua phần số 2 như sau. Thông qua việc kể câu chuyện về sự thất bại của Don Quixote khi đánh nhau với cối say gió, nhà văn đã chế diễu lý tưởng hiệp sĩ phiêu lưu, hão huyền và phê phán thói thực dụng, thiển cận của con người trong đời sống xã hội. Và phần cuối cùng của bài học ngày hôm nay đó chính là phần vận dụng và mở rộng. Ở phần này cô có một vấn đề đặt ra cho các em như sau. Đoạn trích đánh nhau với cối xây gió gợi cho người đọc hai lối sống, mơ mộng và thực dụng. Theo em, nên chọn lối sống nào? vì sao với bài tập này thì chúng ta cần phải vận dụng những kiến thức về văn bản đánh nhau với cối xay gió của tác giả sen văn tết mà chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu để từ đó suy nghĩ lựa chọn và đưa ra ý kiến của mình về một trong hai lối sống sau đó thì chúng ta sẽ phải giải thích lý do tại sao em lại lựa chọn lối sống đó và với bài tập này cô đưa ra đáp án cho các em tham khảo như sau Đoạn trích đánh nhau với cối xây gió gợi cho người đọc hai lối sống, mơ mộng và thực dụng. Tuy nhiên, em không chọn một lối sống nào trong cả hai, bởi lẽ, lối sống thực dụng là lối sống coi nặng giá trị vật chất, chạy đua theo những nhu cầu trước mắt, đặt lợi ích của bản thân lên trên tất cả, gần với sự ích kỷ, trục lợi. Lối sống thực dụng là một căn bệnh nguy hiểm có thể làm băng hoại đạo đức của con người. Và cuộc sống xung quanh chúng ta cũng có rất nhiều người thường hay suy nghĩ mộng tưởng xa rời thực tế về công việc tình yêu bạn bè một người mơ mộng sống không thực tế có khả năng cao phải đối diện với rất nhiều thất bại trong cuộc sống công việc có thể hiểu là trong làm ăn trong chuyện tình cảm chuyện bạn bè đứng trước công việc nào cũng sinh ra mộng tưởng sẽ dần dần có cảm giác chán nản nhàm chán dẫn đến mọi việc sẽ đổ vỡ và thất bại như vậy thì ngày hôm nay cô đã hướng dẫn và đồng hành cùng các em trong khi tìm hiểu văn bản đánh nhau với cối xay gió trích tiểu thuyết Don Quixote của tác giả Cervantes. Thông qua văn bản này, cô mong rằng các em sẽ nhận được những giá trị và những bài học dành riêng cho cá nhân mình. Cảm ơn tất cả các em học sinh đã lắng nghe bài giảng ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong buổi học tiếp theo. Khóa học về sách Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh trải nghiệm ngay khóa học của Việt sách